một phiên khởi động đầu tuần không thuận lợi đối với thị trường chung. Ngày hôm nay, thị trường giao dịch với lại mức thanh khoản khá là cao, gần 32.133 tỷ đồng và điều chỉnh 17.85 điểm và tương ứng với lại 1.44%. Và nhóm bị điều chỉnh lớn nhất đó chính là nhóm bất động sản. Và đây cũng là nhóm mà rất nhiều các anh chị nhà đầu tư của chúng ta quan tâm và đầu tư trong thời gian vừa qua. Nên khi thị trường chúng ta bắt đầu điều chỉnh mạnh cái nhóm này thì chắc chắn không ít nhiều các anh chị cũng sẽ rất là lo lắng. Nên video ngày hôm nay Đông sẽ tập trung vào chia sẻ cái câu chuyện đầu tiên. Đó chính là sau một cái giai đoạn thị trường điều chỉnh thì chúng ta cần phải làm gì. Và quan trọng nhất đó là cái chiến lược đối với lại nhóm ngành bất động sản. Và cái điều quan trọng hơn hết đó chính là mã cổ phiếu Novaland ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá sàn. Thì kịch bản khả năng xảy ra cao nhất trong phiên ngày mai sẽ là gì? Và nếu như nó xảy ra như thế thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Thì Đông cũng sẽ chia sẻ trong video này luôn để cho anh chị của chúng ta có chiến lược để mà chúng ta có thể xử lý cho cái phiên sắp tới ha. Và cũng như thường lệ thì Đông sẽ chia video của chúng ta làm 3 phần để anh chị dễ dàng theo dõi cũng như thấu hiểu hết nội dung mà Đông muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá lại xu hướng của thị trường sau một cái phiên điều chỉnh giảm mạnh và so sánh lại một số những cái bối cảnh xem coi nó có cái tính tương quan gì hay không. Phần số 2, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cổ phiếu bất động sản. Tâm điểm nhất đó chính là mã cổ phiếu Novaland, và ngoài ra chúng ta sẽ có Đức Xanh, DG, CEO và rất nhiều cái mã cổ phiếu bất động sản khác để cho anh chị của chúng ta có một cái chiến lược giao dịch. Phần số 3, đó chính là chúng ta nên làm gì sau một phiên thị trường giảm mạnh. Thì cái này Đông sẽ chia sẻ với góc độ là thêm nhiều cái kinh nghiệm vào trong đấy để giúp cho anh chị chúng ta lần đầu tiên tham gia vào thị trường cũng như chúng ta cũng mới tìm hiểu về thị trường chứng khoán trong một năm đổ lại đây, thì cái việc có những cái cú sụt giảm mạnh này đa số chúng ta sẽ rất là hoang mang, chúng ta rất là lo lắng và không biết phải làm gì. Thì cái phần số 3 này Đông sẽ cố gắng định hướng lại cho anh chị ha. Và video ngày hôm nay của chúng ta gồm 3 phần, thì sau khi Đông chia sẻ ra 3 phần như thế thì anh chị thấy video của chúng ta như thế nào ạ? Và nếu như anh chị thấy video hay và có nhiều nội dung kiến thức bổ ích thì anh chị có thể ủng hộ cho Safari Investment bằng cách nhấp vào cái nút like ở bên dưới video để giúp cho kênh cố gắng thực hiện cái video sao tốt hơn và chất lượng hơn ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay. Và phần đầu tiên, Đông cùng với anh chị sẽ cùng nhau đi đánh giá lại kịch bản thị trường mà Đông đã chia sẻ cho anh chị trong cái video hôm trước. Thị trường chung của chúng ta có hai phiên ngày 7 tháng 9 và ngày 8 tháng 9 vận động với lại biên độ thấp. Và các video trước Đông cũng chia sẻ với anh chị là mình kỳ vọng kịch bản là thị trường sẽ đi sideways với lại biên độ thấp và dao động quanh vùng 1235 và vùng 1245, tức là biên độ khoảng tầm 10 điểm thôi, không có yếu tố mở biên quá lớn. Nhưng mà phiên dịch ngày hôm nay thì nó đã phủ định lại cái nhận định đó của Đông. Nên là những cái nhận định đấy nó không còn cái tính hiệu quả cũng như cái chiến lược đó mình phải thay đổi lại. Tất nhiên là sau khi mình đánh giá sai thị trường và mình cũng đã thấy được rằng cái việc quan trọng nhất sau khi một cái việc mà đánh giá sai không phải là việc mà Đông đi chứng minh cho anh chị thấy là Đông đã hỗ trợ cho anh chị như thế nào. Mà cái việc mà Đông cần phải chứng minh đó chính là mình tìm ra một cái lỗi sai như thế nào để anh chị cùng với Đông nhìn ra cái lỗi sai đấy và chúng ta sẽ tránh mất tiền trong những cái lần sắp tới nếu như chúng ta phạm phải những cái lỗi sai giống như thế này ha. Đầu tiên là thị trường chúng ta ngày hôm nay nó đã lắp gáp rồi anh chị, nó đã lắp về cái gáp ngày hôm trước với lại một cái khối lượng cũng khá là cao. Ngày hôm nay thì khi Đông coi về lượng nhà đầu tư mua ròng ngày hôm nay khá là nhiều, thì cũng nhiều anh chị gửi cho Đông cái hình đấy, anh chị cũng khá là hoang mang, khá là lo lắng. Như bản chất Đông cũng chia sẻ với anh chị như thế này. Nếu mà chúng ta xem cái đấy á, nó không có mang tính chất là khách quan lắm anh chị. Là bởi vì á, cái đấy nó sẽ phân loại theo đuôi. Tức là trong ví dụ ha, cái đuôi tài khoản doanh nghiệp nó sẽ là 01. Cái đuôi tài khoản nước ngoài, cái này mình ví dụ qua nha anh chị, nó sẽ là 00. Ví dụ, còn cái đuôi của cái tài khoản mà do nhà đầu tư cá nhân tạo ra nó sẽ là 02. Thì đa số á, là nó chỉ dựa vào phân loại trên đây thôi. Và còn cái nữa đó chính là tổ chức trong nước, ví dụ là 04 đi, thì nó sẽ phân loại như thế này, sau đó là nó sẽ thống kê lại để mà đánh giá. Như bản chất thật ra chúng ta sẽ không biết được cái đó là bản chất thật hay là bản chất giả bởi cái nhà đầu tư cá nhân, là bởi vì á, lượng hàng trong tay của một tổ chức á, không thể nào mà họ để hết toàn bộ lên công bố thông tin được hết. Tức là một cái doanh nghiệp, ví dụ như ông chủ doanh nghiệp đi, cũng có 60% thì để trên công bố thông tin chỉ có 20-30% thôi, còn khoảng tầm 30-40% cổ phiếu là trôi nổi ở bên ngoài. Thì các cái lượng cổ phiếu trôi nổi bên ngoài đó thì nó sẽ nằm vào các cái tài khoản cá nhân chứ không nằm vào tài khoản tổ chức.
Nên là mặc dù chúng ta thấy ngày hôm nay cá nhân mua ròng hay là cá nhân bán ròng thì nó cũng không thể hiện được quá nhiều trong quyết định giao dịch ha. Là Đông cũng chia sẻ luôn để chúng ta tránh cái việc đấy. À, còn cái quan điểm của Đông là nhận định sai là như thế nào? Đầu tiên, đó chính là khi mà mình quan sát thì mình vẫn thấy là thị trường cho mình là hiện tại bây giờ vẫn có lực cầu khá là tốt và yếu tố của các nhóm ngành nó đã có sự lan tỏa với nhau. À, nhưng mà một cái điểm mà Đông cũng đã chỉ ra cho anh chị và dường như các phiên vừa qua nó rất là yên ngã và mình bỏ qua cái điểm đấy, đó chính là thị trường trong hiện tại bây giờ lực cầu ở các vùng giá cao nó không còn quá mạnh mẽ nữa, và rõ ràng là lực cầu đang đi tìm những cái cơ hội của các nhóm ngành kém hấp dẫn hơn, không phải kém hấp dẫn hơn mà đó là các nhóm ngành chưa tăng giá. Cho nên rằng lực cầu hiện tại bây giờ đang không mua các vùng giá cao, tức là vùng giá hiện tại của thị trường giao dịch đang bị nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đánh giá là đắt và người ta không dám tham gia vào mua, nên tất yếu nó phải cần có những cái nhịp rũ bỏ để mà tạo thiết lập nền mới để cho cái quá trình tăng giá nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mình thì lại quá tự tin vào một số những cái mã cổ phiếu mình nắm giữ như là nhóm ngành bất động sản, nên là phiên ngày hôm nay thì cũng thiệt hại khá khá. Nhưng mà với cái quan điểm của Đông thì sau khi mình phân tích hết thì tí cái phần 2 Đông sẽ chia sẻ cho anh chị cái chiến lược để làm nhóm bất động sản, còn phần 1 này Đông sẽ tập trung vào thị trường nhiều hơn ha. Nhiều anh chị đặt ra câu hỏi cho Đông là không biết rằng ngày mai thị trường nó sẽ điều chỉnh về đâu và nó có hồi hay không. Thì thực ra nếu như mà là chúng ta xem xét những cái kịch bản cũ thì nó sẽ rất là khó anh chị, tại vì không có một cái giai đoạn thị trường nào mà nó giống nhau hoàn toàn cả. Bản chất là chúng ta so sánh để mang tính chất là cho nó dễ hiểu, cho anh chị dễ nắm, chứ để nói mà đúng thực tế thì nó sẽ không có chuẩn lắm. Và chúng ta sẽ có cái mốc hỗ trợ gần nhất, đó chính là cái mốc 1215. Bởi vì sau đây là cái mốc hỗ trợ gần nhất và Đông tự tin đây là mốc hỗ trợ khá là cứng. Cái điểm đầu tiên đây cũng là vùng MA20 mà thị trường chung của chúng ta đang có cái chỉ số tại đấy. Cái phần thứ hai đó chính là chúng ta có một cái nền giá nhỏ trước khi thị trường bắt đầu có một cái dạng hai đỉnh ngắn hạn, sau đó có những cái nhịp gãy mạnh, thì đây cũng là một cái vùng cầu tiềm năng. Cái phần thứ ba đó chính là phiên ngày 11 tháng 8 chúng ta cũng có một cái phiên rút chân của thị trường từ cái vùng giá là 1215, sau đó tiếp tục thị trường tăng lên một cái đỉnh số 2. Rõ ràng khi mà thị trường chúng ta về tới cái vùng này thì lực cầu tham gia vùng này khá là mạnh mẽ. Và thực ra cái yếu tố trong phiên chiều ngày hôm nay, nếu như mà anh chị có quan sát rõ thì thị trường chung của chúng ta có lực cầu, chứ không phải là giống như cái phiên ngày 18 tháng 8 là rơi một mạch mà không có cầu đỡ. Đây anh chị nhìn đây ha. Đông lấy phái sinh ha, để mà cho chúng ta dễ nhìn, chúng ta dễ biết. Thị trường chúng ta trong phiên sáng này hầu như là duy trì một cái đà điều chỉnh và giảm liên tục luôn. Đây anh chị thấy không, kể một cái trên line là gần như là rất là nhiều những cái điểm kháng cự chạm vào đây và không có lực cầu đủ lớn để bật qua, nên thị trường chúng ta duy trì trong một cái sắc là điều chỉnh toàn bộ sau khi có những cái cú mở gáp ra và bắt đầu đỉnh điểm là sau 2 giờ. Sau 2 giờ bắt đầu có những cái nhịp rơi khá là mạnh. Trước đó là có một cái nhịp hồi phục rất là tốt từ 13:50. Thì cũng nhiều anh chị của chúng ta tự tin vào thị trường trong cái giai đoạn này. Sẽ thấy thị trường bắt đầu cân bằng lại, sau bắt đầu đi lên. Đi lên cũng rất là đẹp, có một cái nhịp test lại, sau đó tiếp tục lại đi lên. Và nó đang có một cái xu hướng là gì? Nâng đáy dần, có một cái xu hướng tăng ở đây. Nhưng mà rõ ràng xu hướng tăng này nó đã bị phá vỡ bởi lúc là 1:55. Tức là trong cái cây này nè anh chị. Đây, nó đã phá vỡ hoàn toàn cái xu hướng tăng đó. Và sau đó nó lại quay trở về xu hướng giảm. Và chúng ta đều thấy nè, chúng ta có một cái nhịp hồi phục trong phiên chiều là lúc 1:30. Chúng ta có một cái nhịp hồi phục trở lại khá là mạnh mẽ với các thị trường vào lúc là 14:10. Sau đó vào một cái nhịp cuối phiên, sau khi thị trường điều chỉnh mà giảm khá là mạnh, không rơi đo sàn toàn bộ, vẫn có một cái nhịp bật lên trở lại. Anh chị thấy nè, phái sinh nè, phái sinh rõ ràng anh chị thấy là trước khi vào phiên ATO á, sorry anh chị, trước khi vào phiên ATC á thì là 1224, nhưng mà sau đó là 1233 là đóng cửa. Tức là vì sao mà tổ chức là người ta lại đánh một cái lệnh bất thường như thế này và với một cái khối lượng rất là cao vào phiên ATC như thế, là rất nhiều các anh chị của chúng ta bắt đầu sót đuổi vào cái vị thế này rất là nhiều khi mà bắt đầu thấy thị trường bắt đầu đổ đèn như thế này nè. Và đặc biệt có một cái phiên, có một cái cây nến mà nó rơi rất là lớn. Mức giá cao nhất cây nến này là 1228, thấp nhất là 1217. Tức là chỉ trong vỏn vẹn 1 phút cây nến này rơi tầm 11 điểm. Nên nó tạo ra một cú hoảng loạn rất là sốc vào trước 5 phút vào ATC ha. Nên là rất nhiều các anh chị khi thấy nó hồi phục lên trở lại thì sốt đuổi. Tại vì kỳ vọng là vào phiên ATC thị trường chúng ta sẽ đổ đều rất là mạnh. Nhưng mà rõ ràng phái sinh thì không hề dễ ăn chút nào anh chị.
Và rõ ràng là thị trường chúng ta vào ATC có những mức điều chỉnh tiếp tục, nhưng mà đối với lại phái sinh thì là một cú giật gân, từ 1.224 giật lên 1.233. Ai sót trước ATC một phát là coi như vào ATC là lỗ khoảng tầm 8 cho tới 10 điểm ha. Nên là rõ ràng là thị trường chúng ta vẫn có những cái vùng, vẫn có những cái lực đỡ khá là tốt mà chúng ta cần phải nhìn vào lúc 1:30 và lúc là 14:10, chứ không phải giống như cái phiên ngày 18 tháng 8. Phiên này là Đông không bao giờ quên được và nhớ rất là chi tiết, là cái phiên này bắt đầu vào phiên chiều SSI, những mặt cổ phiếu mà giữ tâm lý với dòng tiền không còn đỡ được nữa và bắt đầu quay sang điều chỉnh và giảm mạnh, lúc đó là 3-4%, thì tất cả các mặt cổ phiếu khác là nó cũng đã đều đo sàn hết toàn bộ rồi, chứ nó không có lực cầu bật lên. Nhưng mà phiên ngày hôm nay Đông thấy nè, mặc dù là cũng có những cái hình ảnh rất là tương tự như cái phiên này, nhưng mà không có yếu tố lan tỏa ra quá nhiều các nhóm ngành, mà chỉ tập trung vào một cái nhóm ngành là nhóm bất động sản thôi. Nên là bản chất mình vẫn thấy có những cái nhóm dòng tiền leader rất là tốt, đặc biệt đó chính là nhóm chứng khoán. Đồng đánh giá rất là cao về cái nhóm này. Em chỉ nhìn nhóm chứng khoán ngày hôm nay nè. Không tính cái mấy cái mà cổ phiếu nhỏ nhỏ, như thấy không? Mấy cái cổ phiếu nhỏ nhỏ như là ABS nè, SBS nè, AAS nè, VDS nè, hay là FTS. FTS thì nó tăng nhiều quá, bây giờ nó chỉnh 2% không đáng kể. VDS thì nó cũng tăng khá là nhiều nè. Anh chị thấy nè, nó chỉnh 2% thì nó cũng chưa quay phạm vào cái cây nến giảm này nữa. Ở đây, đây là những cái mặt cổ phiếu nó không có tác động quá nhiều. Nhưng mà anh chị nhìn các mặt cổ phiếu leader mới là cái câu chuyện tôi cần nói, là SI, chị thấy không? Ngày hôm nay rõ ràng là rất là cứng anh chị, vẫn chủ rất là cứng như vùng này, khối lượng bán rất là lớn, nhưng mà sao giá cổ phiếu cũng giảm hết rồi, cho thấy là gì? Lực cầu vùng này rất là tốt. Đây, SI nè, VND cũng như vậy nè anh chị. Rõ ràng là nó không thủng cái vùng giá này, xem mà đây là cái vùng lực cầu rất là khỏe. Thì đây là những cái tín hiệu để cho chúng ta biết được rằng là thị trường nó chưa có thể nào mà nó gãy mạnh giống như cái phiên ngày 18 tháng 8 được. Và nó vẫn có lực cầu đỡ anh chị. Nhóm chứng khoán là nhóm nó đang đỡ thị trường rất tốt nè. Chúng ta xem về nhóm ngân hàng đi. Ngân hàng thì những mặt cổ phiếu tăng mạnh như MSB nè, bắt đầu là nó trả điểm nè, nó giảm rất là mạnh nè. Đấy, nó giảm rất là mạnh nè. Còn những cái mặt cổ phiếu mà nó vẫn giữ được một cái trend tăng rất tốt, nhưng mà cổ phiếu OCB nè. OCB ngày hôm nay mặc dù là mở gáp ra phiên sáng khá là FOMO, nhưng mà phiên chiều đóng nến tương đối xấu, nhưng mà cũng không quay trở về lập gáp nè. VBank nè, VBank hôm bữa giờ tăng cũng khá là nhiều nè, nhưng mà vẫn có một cái nhịp gì? Vẫn có một cái nhịp rút chân. Đây, BID vẫn có một cái nhịp rút chân nha anh chị. Đấy, Vietcombank thì cũng không điều chỉnh quá nhiều, điều chỉnh mà VON hôm nay cũng không nổ, điều chỉnh quay trở về cái vùng MA20, vùng MA50. Bản chất là theo đơn đánh giá chung về thị trường, chúng ta thấy có nhóm ngân hàng, có nhóm chứng khoán đợi thị trường rất là tốt nè. Hôm nay nè, hôm nay có nhóm dầu khí, chúng ta xem qua sơ. Dầu khí BVS bắt đầu điều chỉnh trở lại rồi, bắt đầu ngợp rồi. Đây là những mà cổ phiếu trong nhóm dòng tiền số 2, dòng tiền số 3. Tức là đây không phải là cái dòng tiền leader, nên khi mà nó quay đầu mà nó điều chỉnh thì nó sẽ giảm về khá là mạnh ha. Chắc thêm nhóm cảng biển ha. Cảng biển ngày hôm nay cũng bắt đầu quay đầu điều chỉnh giảm rồi. Đa số là các cái nhóm FOMO dòng tiền quay đầu điều chỉnh giảm. Nhóm phân bón phiên sáng mở cửa rất là hồ hởi anh chị, nhưng bắt đầu cũng đã quay trở về test lại vùng tham chiếu rồi. DGC ngày hôm nay cũng quay trở về test lại mức giá 90 sau một cái phiên có những cái sự nỗ lực tăng giá khá là tốt, đến từ cái thông tin là Trung Quốc cấm xuất khẩu phân ure. Thì đấy là tổng quan chung về thị trường, nhưng mà bản chất anh chị thấy là gì? Cái kịch bản này nó không quá tệ hại như cái phiên ngày 18 tháng 8. Nên cái việc mà chúng ta bị lo lắng thái quá nó không hợp lý lắm. Và rõ ràng cái dòng mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời điểm này đó chính là cái dòng chứng khoán nè. Đỡ giá rất là khỏe, mà đặc biệt không phải là những cái mã cổ phiếu nhỏ, mà đây là những cái mã cổ phiếu đầu tiên nè, nhưng mà cổ phiếu top đầu nè. Và nó đã sai quay trong khoảng thời gian rất là nhiều rồi. Thì thường trong một khoảng thời gian sai quay nhiều á, thì người ta sẽ kỳ vọng những cái phiên như thế này thì nó sẽ rơi rất là mạnh. Nhưng mà rõ ràng phiên ngày mai nó giữ cho thấy rằng là những cái phiên sai quay đi ngang này nè, thì dòng tiền cá nhân người ta bán khá là nhiều và tổ chức người ta vào là người ta đã cân rồi. Nên là vẫn còn một cái nhóm ngành nó mang yếu tố mặt tâm lý rất là tốt, nhất là nhóm ngành chứng khoán, nó vẫn giữ cho thị trường một cái mức là ổn định trở lại. Nên là quan điểm của Đông với cái phiên dịch ngày hôm nay thì thị trường khả năng nó vẫn sẽ có những yếu tố rung lắc trong phiên dịch ngày mai, và nó sẽ tiệm cận về vùng 1215, sau đó cũng sẽ có những cái nhịp rút chân lên trở lại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá tiếp. Nhưng mà quan điểm của Đông, nếu như anh chị không có xử lý sớm trong phiên dịch ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta cũng nên cầm vị thế để chúng ta chờ một cái phiên cân bằng trở lại, sau đó chúng ta nên tính tiếp, chứ đừng có hoảng loạn và bán luôn trong phiên sáng ngày mai nha. Trong phiên sáng ngày mai nha anh chị ha, chúng ta cân nhắc cái việc đấy. Tại vì bản chất là Đông vẫn thấy là có dòng dẫn, vẫn có yếu tố dòng tiền, và thị trường chúng ta vẫn có 2-3 lần nảy lại, thì không phải là yếu tố là thị trường chúng ta bị bán tháo, nên là chúng ta cân nhắc cái việc này.
Rồi đó là cái quan điểm của Đông về thị trường ha. Nên nếu như anh chị nào mà chúng ta đang có hàng, chúng ta đang nắm giữ hàng, thì anh chị cân nhắc chờ phiên ngày mai xem coi nó test lại cái vùng 1225 này như thế nào, và nó cũng test lại cái vùng 1215 này như thế nào, sau đó chúng ta có những cái hành động mới. Còn ví dụ như nếu mà anh chị nhìn về MACD thì Đông vẫn chưa thấy nó có những cái yếu tố nào cắt vào lại cả. Nến ngày hôm nay thì quá xấu rồi, nó không bài nữa. Nến ngày hôm nay là giảm một cái cây nến gần như là kịch biên độ, và với lại cái mức khối lượng lớn, thì với những cây mở biên như thế này mà chúng ta bảo là chúng ta vẫn còn tích cực về thị trường thì không. Nhưng mà để mà nói quá bi quan về thị trường thì ông đã chứng minh những yếu tố mà chúng ta không nên bi quan rồi. Nên là bây giờ mình vẫn giữ một cái quan điểm là trung lập, là khả năng sắp tới thị trường sẽ có những cái vùng cân bằng mới. Thì từ những cái vùng cân bằng mới đó thì mình lại hướng tới một cái con sóng cao hơn, đó chính là cái con sóng 1300. Thị trường nó phải cần có những cái dịp như thế này để nó retest lại, để cho nhà đầu tư của chúng ta có những cái vùng giá mới để mà người ta tham gia trở lại. Và cũng như những cái nhà đầu tư cũ, người ta có những cái vị thế tốt, người ta có lời nhiều, thì người ta cũng chốt ra để cho cái việc là không có nhà đầu tư nào cầm rất là nhiều lãi ở các giai đoạn vùng thấp, tránh cho cái việc là thị trường nó sẽ bán mạnh giống như những cái phiên này. Nên là bây giờ nếu như mà anh chị mà đầu tư trung và dài hạn thì những cái điểm ngắn hạn thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng mà đối với một số như anh chị nào mà chúng ta đang đầu cơ, chúng ta chỉ mới mua một hai phiên vừa qua thôi mà chúng ta đang mua rất là nhiều hàng, thì cái phiên ngày hôm nay chúng ta đang khá là căng, thì cái phần đấy Đông sẽ cố gắng là chia sẻ ở một số 3 để cho anh chị có thêm một cái động lực để mà chúng ta có thể đầu tư tốt hơn ha. Và một trong những cái mã cổ phiếu mà Đông nhận rất là nhiều thông tin mà chiều ngày hôm nay anh chị nhắn cho Đông rất là nhiều, đó chính là mã cổ phiếu Novaland. Hôm trước thì Đông có làm một cái video để chia sẻ cho anh chị về mã cổ phiếu Novaland, thì mình cho rằng đây là một cái vùng tái tích lũy lại khá là tốt. Mình cũng không nghĩ là phiên giao dịch ngày hôm nay nó có những cái mức điều chỉnh quá là mạnh như thế. Nên là nếu như anh chị nào mà chúng ta có mua mới trong hai phiên vừa qua, thì chúng ta cũng nên cân nhắc xem kỹ video ngày hôm nay. Và Đông cũng chia sẻ là cái quan điểm của mình. Hầu hết các video mà Đông chia sẻ cho anh chị, cũng như khi anh chị có tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng á, Đông có chia sẻ với anh chị á, thì lúc nào á, khi mà Đông khuyến nghị anh chị mua mới ở các vùng giá cao á, thì mình cũng đều chia sẻ với anh chị là chúng ta nên cân nhắc cái tỷ lệ tài khoản. Tại vì mỗi người một vị thế rất là khác nhau, và mỗi người một cái kỳ vọng rất là khác nhau, và anh chị cũng chấp nhận rủi ro nó cũng không có giống nhau. Cho nên ví dụ như anh chị vẫn thấy là hôm trước Đông có chia sẻ anh chị nè, đây, kỳ vọng của chúng ta là giá 25, tức là cái rủi ro của chúng ta, cơ hội chúng ta là 15%, nhưng mà cái rủi ro của chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Khi mà về tới vùng này, tức là nó thủng vùng 21 là bắt đầu chúng ta phải quản trị danh mục rồi. Nó khoảng tầm là 4%, 4 so với lại là mức 15, đông chó này 5 đi, khoảng tỷ lệ là 31. Thì thật ra trong đầu tư, cái mức rủi ro, cái tỷ lệ 31 của chúng ta là chúng ta vẫn có thể đầu tư được. Chứ không phải là một cái mức quá xấu. Còn bây giờ khi mà nó đã xảy ra vấn đề rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề. Chứ không phải là ai đúng ai sai cả. Đông không nói là mình khuyến nghị Novaland phiên hôm đó là nó đang nạp xăng, đang tích lũy tốt, nó tăng. Phiên hôm nay mà nó như vậy thì mình nói là mình xui hay sao đó. Rõ ràng là mình sai. Sai trong cái cách mình tư duy về cái mặt cổ phiếu này, là nó phải cần có những nhịp rũ như thế này, sau đó nó mới tái thiết một cái quá trình tăng giá mới. Nên là trường hợp những anh chị nào mà chúng ta đã có mua Novaland vào hai cái phiên 7 tháng 9 và 8 tháng 9, thì chúng ta nên cân nhắc bây giờ đợi một cái vùng giá cân bằng mới, sau đó anh chị sẽ mua gia tăng thêm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái gì? Cái nguyên tắc mà Đông đánh mua gia tăng á, là mình sẽ không mua gia tăng khi mà mình đang lỗ vị thế. Tức là không phải là phiên ngày hôm nay nè. Ví dụ như anh chị đang mua ở vùng giá này đúng không? Anh chị đang có giá vốn là 21.8 hay Đông ví dụ như thế ra. Nhưng mà khi anh chị thấy mà nó giảm về dưới giá 20, sao anh chị lại mua trung bình tiếp tục? Thì đâu ra cái cách mua này á, nó cũng hên xui anh chị. Nếu như ngày mai nó hồi thì anh chị quá tuyệt vời, anh chị mua được giá tốt, anh chị còn sớm hơn được 1T. Chúng ta không nói tới câu chuyện đấy. Nhưng mà không phải lúc nào thị trường nó cũng sẽ hồi phục lại được. Nên là cái việc á, mình mua trung bình khi mà vị thế của mình nó không tốt, có nghĩa là mình đã có một cái vị thế lỗ rồi đó, thì mình phải chờ những cái phiên xác nhận nó quay trở lại. Tức là Đông cũng không thay đổi cái cách đầu tư của mình. Cái giai đoạn trước đây nè anh chị, Đông không phải là cái người mua ở cái vùng giá quá thấp đâu. Đông là cái người là tại vì mình đã có vị thế trước đó rồi, nên là Đông phải chờ xác nhận để mà Đông mua thêm. Còn một số những anh chị nào á, hôm đó có coi video của Đông, cái phiên giao dịch ngày 21 tháng 8, 22 tháng 8 Đông có làm về các mã cổ phiếu bất động sản á, đặc biệt là các mã cổ phiếu như là Novaland á, thì Đông cũng chia sẻ chúng ta sẽ có 3 cái mức giá mua, và chỉ có nhà đầu tư nào chúng ta có vị thế mới hoàn toàn á, thì anh chị mới canh mua những cái vùng giá thấp thôi. Tại vì lúc đấy thì anh chị nhiều tiền, chúng ta thoải mái vị thế thì chúng ta chấp nhận chúng ta bắt vào những cái vùng giá thấp được. Còn đối với các anh chị nào mà chúng ta đã có vị thế sẵn rồi, lúc nào Đông cũng chờ những cái phiên mà nó xác nhận lại hết.
Và cái phiên mà bắt đầu mà mình tham gia và mình bỏ tiền vào cho các anh chị khách hàng cũng như là cá nhân mình có mua luôn á, thì mình mua cái phiên ngày 28 tháng 8, tức là cái phiên nó đã xác nhận đóng cửa trên đường mà A20 rồi, thì bắt đầu mình vào mình mua này, thì mình mua cái phiên này. Và hiện tại giờ là cái vị thế mình mua gia tăng thêm cho tới giai đoạn hiện tại bây giờ cũng không lỗ, nhưng mà một số anh chị nào mà chúng ta mua cái vùng giá cao giai đoạn chúng ta cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà với cái quan điểm của Đông á, thì chúng ta nhìn về Novaland ha, chúng ta nhìn về cái cách mà bán trong phiên ATC này. Thực sự ra nhiều anh chị bảo là bây giờ là nó dư sàn rồi thì nó có nguy hiểm lắm không Đông? Anh chị phải đặt cái câu hỏi là bây giờ là nó dư sàn bao nhiêu và nó dư sàn nhiều hay không. Anh chị nhìn một cái mức cổ phiếu khoảng tầm 1.284.000 cổ phiếu, thì thật ra Đông đánh giá nó không phải là một cái mức cổ phiếu quá lớn anh chị, không phải là một mức cổ phiếu quá lớn so với lại một cái thanh khoản trung bình của một cổ phiếu này. Và chúng ta nhìn nè, nếu như thực sự mà cổ phiếu mà nó xấu và nó tệ thì thật ra là cái mức thanh khoản khi mà nó về cái vùng giá sàn là chắc chắn sẽ không có nhà đầu tư nào mà người ta dám vào cân. Nhưng mà anh chị thấy không, phiên ngày hôm nay nè, 14 giờ 45 nè, 20.5 tức là mức giá sàn khớp 8 triệu cổ phiếu, à khớp khoảng tầm 8 triệu cổ phiếu ha. 8 triệu cổ phiếu này so với lại trung bình giao dịch ngày hôm nay nó chiếm khoảng tầm là 12 cho tới 13%, thì rõ ràng là vẫn có lệnh vào cân. Nên là không sớm thì muộn thì cái vùng này vẫn sẽ là một cái vùng cân bằng trong ngắn hạn sắp tới, tức là trong phiên ngày mai khi mà mở cửa ra thì lệnh rất là chóng anh chị. Một số các anh chị nào chúng ta hoảng loạn, chúng ta không có cân đối cổ phiếu, hoặc là chúng ta muốn bán đi để mà chúng ta có vẻ an toàn, thì cái này là tùy theo quan điểm mỗi người thôi. Chúng ta hoảng loạn chúng ta bán thì cái việc này thì không ai biết cả. Nhưng mà thường trong phiên sáng cái lượng lệnh nó sẽ rất là lỏng ở đây, nên khi mà nó điều chỉnh và nó giảm xuống thì Đông nghĩ là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng 20 nè, rồi vùng 20 sau đó nó sẽ có những cái nhịp rút chân lên trở lại và cân bằng lại trên vùng 20.5. Thì sau khi cân bằng lên trở lại thì mình chờ một hai phiên test cung trở lại, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái điểm mua trong những cái giai đoạn sắp tới đối với lại mã cổ phiếu bất động sản Novaland. Nên thật ra đối với Đông trong giai đoạn này mình cũng không quá là áp lực, bởi vì thật ra nếu như anh chị nào mà có theo dõi Đông ở trong nhóm, hay là kể cả anh chị nào là khách hàng của Đông, thì đối với lại Novaland mình đã dừng mua rất là lâu rồi, mình đã dừng mua rất là lâu rồi. Mình đã mua trong cái phiên ngày hôm đó là mình đã mua gia tăng thêm phiên ngày 28 tháng 8, mình mua gia tăng thêm nè. Cho tới đây tại bây giờ mình cũng không có khuyến nghị mua mới nữa. Và hầu như những anh chị nào mà trong nhóm cộng đồng hỏi về mua mới thì Đông cũng bảo là cân nhắc cái tỷ trọng tài khoản thôi. Phiên sáng ngày hôm nay thì Đông vẫn không bán. Và kể cả phiên chiều ngày hôm nay nó sàn mình cũng không bán. Trong khi đó là mình có cơ cấu một số cái mã cổ phiếu bất động sản khác. Nhưng mà đối với là Novaland, tại vì lúc đấy thì nó cũng cận kề cái vùng 21 và bây giờ mình xem cái vùng lực cầu của nó bật lên á, khả năng quanh cái vùng là cũng là 20.3, tức là bây giờ mình chịu khó mình gồng đến khoảng tầm 3% nữa. Nên nhưng mà khi mà nó cân bằng lên trở lại thì mình lại dám có vị thế mình mua gia tăng thêm. Còn nếu như mà mình bán cắt lỗ xong á, thì chắc chắn nó cân bằng trở lại mình sẽ không dám mua, sau đó là mình sẽ trượt trượt những cái điểm mua rất là nhiều. Nên là đối với Đông, nếu như mà mình gồng được trong mức khoảng tầm 3 cho tới 5% mà nó về một cái vùng cân bằng hỗ trợ tốt thì lúc đấy thì mình sẽ cân nhắc mình gồng. Nên cả nhóm khách hàng của Đông thì mình ngày hôm nay mình cũng không bán Novaland, mình vẫn tiếp tục mà mình cầm để hướng về cái mục tiêu và mình vẫn kỳ vọng nó sẽ đạt được, chính là mức giá khoảng tầm là 25. Nên là đối với anh chị nào mà chúng ta có mua vị thế vùng cao, hoặc anh chị nào mà có mua gia tăng theo Đông ở mức giá 28.8, thì giai đoạn hiện tại bây giờ mình sẽ chờ nó cân bằng để mình mua gia tăng một cái nhịp số 2. Đây là mà cổ phiếu đánh rất là cực anh chị, nó không giống như cái giai đoạn đầu tiên nữa. Là vì sao? Tại vì cái giai đoạn đầu tiên này nè, chả ai quan tâm gì tới Novaland đó. Người ta chỉ toàn nghe về phát đạt, người ta chỉ toàn nghe về DG thôi. Nhưng mà bắt đầu từ cái giai đoạn tăng giá lên đó, thì đây là mã cổ phiếu được nhắc tên nhiều nhất. Và kể cả khi mà Đông làm YouTube, chỉ cần Đông để chữ Novaland vào thì cái video đó cũng view nhiều nhất. Có nghĩa là cái lượng nhà đầu tư quan tâm Novaland rất là nhiều. Thế là trong những cái giai đoạn mà khi mà Novaland tăng giá lên thì cỡ gì cũng sẽ có những cái lượng đu bám. Nên là cái cách đánh của cổ phiếu nó không còn thoải mái trong cái giai đoạn trước đây nữa. Và cái điều này mình cần phải nhìn nhận để khi sau này khi mình đánh cái mã cổ phiếu này, mình sẽ giảm cái mức độ hưng phấn của mình lại, mình giảm cái mức độ mà mình kỳ vọng vào mã cổ phiếu này, để mà mình có những cái yếu tố quản trị tốt hơn, để tránh cho cái việc là làm một cái phiên giảm sàn khá là mạnh như phiên ngày hôm nay ha. Thì đó là cái quan điểm mà Đông rút ra từ khi mình đánh mã cổ phiếu Novaland. Đây là cái yếu tố mua của chúng ta, là mình sẽ chờ phiên cân bằng. Phiên cân bằng ngày mai mình sẽ quyết định. Đầu tiên là phiên cân bằng ngày mai mình sẽ quyết định là cái gì? Có nên giữ hay không? Phiên ngày mai mình chỉ cần chốt một cái câu trả lời này thôi, chúng ta có nên giữ hay không, xem mà nó cân bằng như thế nào. Còn để trả lời cho mỗi câu hỏi á là có nên mua hay không, có nên mua hay không, thì mình phải chờ cái phiên mà nó test thành công cái phiên giao dịch ngày mai. Tức là mình giữ được cái phiên ngày mai nè, thì nó sẽ có khoảng tầm thêm hai phiên nữa. Đây
Phiên nếu như phiên thứ hai mà nó vẫn có một cái xu hướng rất là tốt và nó vẫn giao dịch quanh thẳng khắp và nó tích cực quanh cái vùng giá 20.5 đổ lên đó, thì mình bắt đầu sẽ mở vị thế mua mới thêm. À, tại vì mình xác định là cái gì mục tiêu của mình nó sẽ dài, một mục tiêu mình khoảng tầm mức giá 25, cho nên những cái vùng rung lắc ngắn hạn, ví dụ như anh chị có mua vùng giá tốt 20 hay là Đông có mua mức giá 20.6 hay là 20.7, thì chỉ cần Đông mua được cái vùng giá này và mình có những cái sự chắc chắn, mình đã test một hai phiên rồi, thì lúc đấy mình sẽ có đủ tự tin để mình cầm cho một cái vị thế nó dài hơn. À, chứ Đông không cần nhất thiết là trong một cái con sóng điều chỉnh mình phải là cái người mua đúng được ngay cái đáy đấy. À, thì đó là cái quan điểm của mình. Đánh Novaland ha, anh chị cũng có thể là phù hợp quan điểm thì anh chị có thể là nói lại. À, còn nếu như anh chị nào mà chúng ta có những cái quan điểm khác hoặc là chúng ta có những cái tư duy đầu tư khác thì anh chị cũng có thể là chia sẻ ở dưới phần bình luận để Đông cùng với anh chị sẽ học hỏi thêm ha. Và nếu như anh chị thấy video hay thì anh chị có thể là ủng hộ cho Đông thêm một like nhé. Cảm ơn cả nhà chúng ta rất là nhiều. Tiếp tới mà cổ phiếu Đức Xanh á, Đức Xanh ngày hôm nay thì cũng tương tự như Novaland, cũng điều chỉnh giảm, nhưng mà một cái điểm tích cực hơn của Đức Xanh đó chính là không giảm mà xuống cái mức giá sàn. Thanh khoản của Đức Xanh ngày hôm nay cũng là một cái mức thanh khoản cao so với phiên hôm trước. MACD cũng đã có yếu tố cắt vào lại, đa số là đang cho một cái góc nhìn xấu, không mấy tích cực về cái mã cổ phiếu này. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn ở đây, quan trọng nhất là sau một cái phiên điều chỉnh á, chúng ta sẽ không đi hỏi nhau một cái câu quá nhanh. Cái câu nó có như là đi bảo là bây giờ nó có hồi được hay không, hay là nó có tăng lại được hay không. Thiệt ra để mà anh chị thấy là cái quá trình của con người của mình đi, khi mà mình bệnh á, mình gớt xuống như thế này thì mình cũng cần thời gian để mình nghỉ ngơi, sau đó thì mình mới lên được, đúng không? Hoặc là thường có những cái căn bệnh là cái gì, giai đoạn đầu nó nhẹ, sau đó giai đoạn sau nó nặng nặng, sau bắt đầu là nó mới hồi phục lại được. Thì nó cũng giống như giai đoạn cổ phiếu thôi. À, khi mà chúng ta mới ở cái giai đoạn số 1 đầu tiên này mà anh chị lại muốn chúng ta biết được cái kịch bản trong cái này thì rất là khó. Nếu mà chúng ta muốn biết được cái này thì chúng ta phải trải qua cùng nhau bằng một cái đáy, tức là chúng ta phải xem xét coi cái giai đoạn này là của cổ phiếu này, chúng ta có thấy được nó có yếu tố hồi phục hay không. Nên là khi bây giờ đối với là Đức Xanh hay đối với là Novaland thì cái quan điểm của Đông chia sẻ cho mọi người là giải quyết cho người được một cái câu hỏi, đó chính là bây giờ nó có hồi được hay không. Có nghĩa là sau đây anh chị, có nghĩa là nó có cân bằng tại được cái vùng giá mà nó đang điều chỉnh hay không, tức là nó có cân bằng được trên 21 hay không. Đó là cái câu mà Đông quan trọng nhất để mà Đông đầu tư trong giai đoạn này, đó là một cổ phiếu Đức Xanh, chứ không phải là bây giờ chúng ta có hồi được không. Bây giờ ví dụ như anh chị cầm hàng thì Đông nói là nó sẽ hồi thì anh chị sẽ rất là vui, anh chị sẽ bấm like cho Đông và anh chị vẫn sẽ rất là tin tưởng Đông. Nhưng ví dụ trường hợp như mà anh chị đang không cầm hàng đi, sorry anh chị, ví dụ như anh chị đang cầm hàng mà Đông lại bảo là cổ phiếu nó không hồi được, khả năng là nó giảm nữa, thì anh chị lại không vui, thì lúc đấy nó cũng sẽ rất là khó. Cái quan điểm của Đông là sau khi một cái phiên giảm mạnh như thế này thì cái việc mà chúng ta cân nhắc hồi không á, nó quá sớm anh chị, mà chúng ta cần phải là cái gì, tiết chế lại, chúng ta xem coi nó có cân bằng được trên 21 hay không ha. Rồi chúng ta xem nè, cùng 21 là nó có gì cái đã, quan trọng nhất là nó có gì để mà nó cân bằng lại được ha. Đầu tiên nè, nó có MA20 hỗ trợ ở đây, và đây cũng là vùng gì, đây cũng là cái vùng nó có một cái vùng tích lũy nhỏ ở đây đây anh chị. Đây nó có một cái vùng tích lũy nhỏ ở đây ha, trước khi mà nó tăng lên cái nền này, thấy không? Và đây cũng là cái vùng giao dịch đỉnh trước của cổ phiếu đây nè, đỉnh trước cổ phiếu đây là cái vùng này ha, tức là chạm luôn vùng này không có tăng được, đây là một cái vùng kháng cự. À, nên là bắt đầu sau khi phá vùng kháng cự thì vùng này sẽ trở thành là gì, vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Thì chúng ta cũng có một điểm mà hai điểm mà ba điểm mà chúng ta có thêm một cái điểm này nữa, tức là cái phiên giao dịch, cái phiên giao dịch mà khi mà xảy ra cái câu chuyện là ông chủ tịch đăng ký bán thì áp lực phiên sáng bán khá là nhiều, sau đó có những cái phiên rút chân lên, thì cái phiên ngày hôm đó nó cũng có mức giá thấp nhất là mức giá 21, tức là cũng đã quay về test cái vùng giá này. Nên là khi mà Đức Xanh nó về cái vùng giá 21 á, thì lực cầu tự nhiên cái vùng giá này nó sẽ khá là khỏe, nên trong ngắn hạn phiên dịch ngày mai Đức Xanh nó sẽ cân bằng trở lại. Cân bằng trở lại. Còn để mà chúng ta có xem xét điểm mua hay không thì chúng ta cũng giống như Novaland ha, chúng ta sẽ chờ một hai phiên sau đó để chúng ta có kế hoạch ha. Còn để mà Đức Xanh thủng gãy luôn về cái vùng giá này á thì Đông cái quan điểm của mình á, là nó sẽ không quá tệ như thế, tại vì vùng này là lực cầu đang khá là tốt rồi, lực cầu đang khá là tốt rồi, và phiên ATC này chị thấy nè cũng cân khoảng 4 triệu năm cổ phiếu, chứ không để cho cổ phiếu mà nó trượt quá sâu nữa, thì tổ chức người ta cũng đã có động thái là vào rồi. Nên là anh chị cứ kiên nhẫn một tí ha, chúng ta đừng có quá vội vàng nếu như anh chị chúng ta chưa bán. Cổ phiếu DIG, DIG phiên ngày hôm nay cũng phá cái vùng hợp trước đây rồi, tức là cái vùng hợp quanh mức giá là 28.8 để quay trở về test lại cái vùng hợp trước đó của nó.
Và hầu như các mã cổ phiếu bất động sản nó đang khá là giống nhau đúng không anh chị? Khi anh chị thấy là nó đang quay trở về test là cái đường MA 20 trong ngắn hạn đây, test đường MA 20 trong ngắn hạn. Có lượng ngày hôm nay cũng khá là lớn. Nhưng mà với một số những cái điểm chắc chắn khi mình xét ra thì đây cũng là một cái vùng cầu rất là tiềm năng cho cổ phiếu, chứ không phải là những cái vùng quá tiêu cực mà không có những yếu tố hỗ trợ để mà nó gãy thẳng luôn. À, và ngày hôm nay thì DG không không phải là mã cổ phiếu giảm quá nhiều so với là những mã cổ phiếu như Novaland và Đức Xanh, giảm khoảng tầm 5.44%, và với những cái mức giá thấp nhất là mức giá 27.8, tức là cái mức giá mà cân ATC vẫn là một cái mức giá cao nhất ở trong ngày, có lượng giao dịch nhiều nhất trong ngày, cho thấy rằng là tổ chức trong đồng này là họ vẫn có lệnh để họ đẩy vào đây, có nghĩa là không muốn cho giá cổ phiếu mà nó trượt quá sâu, thì thấy rằng là động thái của tổ chức người ta vẫn còn đang muốn giữ giá chứ không phải là rời bỏ hoàn toàn cổ phiếu và để cho cổ phiếu là tự do rơi ha. Nên anh chị nào chúng ta đang nắm mà cổ phiếu DG thì cũng như chiến lược đấy, anh chị chỉ cần xem cân nhắc phiên ngày mai xem coi nó có cân bằng được hay không. Sau đó video ngày mai Đông sẽ trả lời cho anh chị là với những cái cân bằng đó thì chúng ta sẽ làm gì trong cái phiên Tết cung hàng về ha. Phát đạt ngày hôm nay thì hai phiên trước tích lũy nền trên, phiên ngày hôm nay thì không tích lũy thành công, gãy gãy quay trở về vùng tích lũy nền dưới. Nhưng mà rõ ràng cái mức giá thấp nhất tích lũy nền dưới trước cái nền trên này á là mức giá khoảng tầm là 24.5, ngày hôm nay đóng cửa 24.7 và không có một cái râu nến nào chạm vào vùng này, tức là cầu của mà cổ phiếu Phát Đạt hiện tại vẫn đang khá là khỏe. Và rõ ràng là chúng ta đã có hai cái nền ngắn của Phát Đạt giai đoạn vùng đỉnh này á thì khối lượng khá là thấp, cho thấy rằng là cái yếu tố cạn cung mà cổ phiếu này nó đang khá là tốt. Nên là phiên ngày hôm nay mặc dù có rung rắc thì những cái lượng nhà đầu tư cuối cùng mà là người ta bán ra nó cũng không đủ làm cho một cái cây nến ngày hôm nay quá là đột biến. À, và cái mức giảm điểm ngày hôm nay đông đánh giá so với thị trường thì cổ phiếu Phát Đạt vẫn đang khá là khỏe trong nhóm bất động sản ha. Thì anh chị nào chúng ta có hàng thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm, còn cái chiến lược của Đông thì nó vẫn tương tự như vậy, sau một cái phiên điều chỉnh và giảm mạnh mình phải cần xem xét có cổ phiếu nó cân bằng tại vùng này được không, và vùng này nó có yếu tố hỗ trợ, đây là một cái vùng hỗ trợ trước khá là tốt, nó đã có một phiên rút chân là hai phiên rút chân ở vùng giá này, thì vùng này chúng ta vẫn có thể cân nhắc và nắm giữ được ha, chưa có cái gì đó quá là tiêu cực. CEO ngày hôm nay thì lại có những cái điểm cộng khá là sáng, hôm trước thì cũng tự tin hai mã cổ phiếu là Đức Xanh và CEO, nhưng mà Đức Xanh ngày hôm nay thì đánh khá là phụ, điều chỉnh khá là mạnh. Nhưng CEO ngày hôm nay thì lại thể hiện một cái sức mạnh giá khá là tốt, có nghĩa là đây là mà cổ phiếu nó siết biên độ khá là khỏe nè, siết biên độ khá là tốt, nó không có để cho một cái biên độ quá rộng ngày hôm nay. Mức điều chỉnh ngày hôm nay là 1.48% cho sàn HOSE, thì sorry anh chị, cho sàn HNX thì đây là một cái mức điều chỉnh khá là thấp trong nhóm ngành bất động sản. Khối lượng có yếu tố tăng lên cho cái phiên giảm điểm này nhưng mà thật ra cũng không quá nhiều so với phiên hôm trước và cũng dưới trung bình 20 phiên, cho thấy rằng ở đây là mà cổ phiếu nó đã có yếu tố cạn cung từ giai đoạn trước đó rồi. Nên chị thấy nè, CEO với lại Phát Đạt nó khá là giống nhau, nó có yếu tố cạn cung nên phiên ngày hôm nay cái áp lực bán của nó không quá lớn nha. Đà Đông vẫn thấy nhưng mà cổ phiếu này chúng ta sẽ có những cái điểm mua sớm hơn so với là những mà cổ phiếu như là Novaland. Nó gọi là chiến lược cho mình sắp tới, mình sẽ chờ Novaland cân bằng, thì trong lúc Novaland cân bằng thì Phát Đạt này thì nó cân bằng lại khá là khỏe nè, CEO thì nó đã cân bằng trước nè, thì đây là hai mã cổ phiếu là nó sẽ có xu hướng leading thị trường và đặc biệt leading nhóm ngành bất động sản trong cái thời gian sắp tới. Nếu anh chị nào mà chúng ta chưa có mua mã cổ phiếu nào hết, chúng ta đang mua mới và là chúng ta đang cầm tiền để chúng ta chờ những cái thời cơ, thì hai mã cổ phiếu bất động sản mà đang đánh giá khá là cao đó chính là CEO và Phát Đạt ngày hôm nay thì nó đã đang trụ giá lại khá là vững ha. Chúng ta có thể là quan tâm vào hai cái mã cổ phiếu này. Thêm một số cái mã cổ phiếu khác như là mã cổ phiếu cơ bản tốt này, như là KDH nè. KDH ngày hôm nay thì gãy luôn, thủng cả đường MA 20 luôn. Và thật ra bản chất là KDH là tăng điểm mạnh trong cái giai đoạn này nè anh chị. Nó không phải đến từ cái câu chuyện là định giá rẻ nữa, mà đây là mã cổ phiếu nó đã quay trở về cái vùng giá trị nội tại thực tế của doanh nghiệp này luôn. Bởi vì KDH với là Nam Long là hai cái doanh nghiệp hồi phục và tăng trưởng trở lại rất là nhanh so với lại các mã cổ phiếu bất động sản khác. Thế nên là giá cổ phiếu của mã cổ phiếu này nó cũng đã quay trở về rất là sớm. Anh chị nhìn nè, mã cổ phiếu này ngày 28 tháng 7 nó đã gần gần quay trở về cái vùng đỉnh tháng 8 rồi. Nhưng mà rất nhiều các mã cổ phiếu bất động sản thì nó chưa quay về được. Nên là khi mà yếu tố thị trường rủi ro thì mà cổ phiếu này nó sẽ có những yếu tố bán khá là mạnh. Tại bởi vì nó không được nhà đầu tư kỳ vọng một cái câu chuyện giá rẻ nữa. Mà bây giờ nếu như KDH mà muốn tăng giá thì nó phải qua cái câu chuyện là về mặt tăng trưởng ha. Nó cũng giống như mà cổ phiếu Nam Long.
Nên là trong ngắn hạn hiện tại thì đối với là những ngành bất động sản thì Đông vẫn ưu tiên cho anh chị chọn cái câu chuyện để mà chúng ta đầu tư, đó chính là cái câu chuyện về định giá rẻ. Nên là Nam Long với lại KDH thì chúng ta hạn chế, chúng ta không ưu tiên ha. Thì đây cũng là hai mã cổ phiếu cho nhóm bất động sản mà nó thủng đường MA20 ngày hôm nay thôi. Còn hầu như các mã cổ phiếu, năm mã cổ phiếu này Đông chia sẻ cho anh chị thì nó chưa thủng cái vùng giá này. Nên là tạm thời đối với lại những cái quan điểm, những anh chị nào mà chúng ta lo lắng về mã cổ phiếu Novaland, lo lắng mã cổ phiếu Đất Xanh, lo lắng mã cổ phiếu DG thì Đông cho anh chị một cái hướng rồi đấy, đó chính là chúng ta phải chờ xem coi phiên ngày mai nó cân bằng như thế nào. Rồi video tối ngày mai Đông sẽ nói chi tiết về cái phần này để cho anh chị chúng ta nắm thêm. Còn đối với là những cái vị thế mua mới trong ngắn hạn á, thì Đông đánh giá mà cổ phiếu CEO nè ngày hôm nay cân bằng khá là tốt, cân bằng khá là khỏe. Tiếp theo là mã cổ phiếu BDR, BDR. Và tất nhiên anh chị lưu ý là cái gì? Sau khi một cái phiên thị trường chung của chúng ta giảm mạnh á, thì cái việc mà anh chị mở vị thế mua mới ngay sau cái phiên thị trường chúng ta giảm mạnh á, thì đấy là cái điều Đông thấy là chúng ta chưa cần phải vội lắm anh chị. Thật ra nếu mà chúng ta có mua leading, chúng ta có mua CEO á, thì anh chị cũng nên là chờ một hai phiên để thị trường phản ứng xem cái vùng giá này như thế nào, sau đó anh chị mua. Tức là mình chấp nhận mình bỏ ra khoảng tầm 0.5 lai phí bảo hiểm, mình mua chậm 0.5 lai cũng được, nhưng mà nó phải an toàn, nó phải tốt thì anh chị tham gia được ha. Nếu như mà chúng ta nói là thị trường của chúng ta không có yếu tố rủi ro, nó không đúng. Thị trường chung của chúng ta nó đã tăng trong khoảng thời gian rất là dài rồi, cho nên cái cách đánh của mình đó là mình cũng phải chờ những cái sự xác nhận chắc chắn rồi mình mới tham gia vào được. Chờ sự xác nhận ở đây đó chính là chờ sự xác nhận của dòng tiền lớn mà tham gia học quay trở lại, thì đó là mình mon men theo dòng tiền lớn, mình xuôi theo dòng chảy thì mình sẽ đầu tư tốt hơn ha. Và sau đây sẽ tới phần thứ ba, đó chính là cái phần mà Đông đã chia sẻ cho anh chị, đó chính là về phần kinh nghiệm sau một cái phiên điều chỉnh và giảm mạnh của thị trường. Thì thật ra là sau một cái phiên điều chỉnh giảm mạnh của thị trường á, thì thứ nhất là cái tâm lý của chúng ta sẽ rất là hoang mang và lo sợ. Lo sợ là đầu tiên, đúng không? Đây là những cái nhà đầu tư mới lo sợ. Sau đó là cái gì? Anh chị sẽ đi làm cái gì? Anh chị sẽ đi tìm hết mọi gốc cách để anh chị đi tìm lý do của sự điều chỉnh này, lý do của sự điều chỉnh này. Lúc đó anh chị sẽ thấy được rất là nhiều lý do khi mà thị trường chúng ta chỉnh. Tại vì khi một cái gì đó mà nó đã xảy ra rồi thì những cái lý do nó mới hợp thức hóa dễ dàng hơn. Tức là ví dụ như đang thị trường chúng ta đang tăng mà có một cái tin tức xấu gì đi thì anh chị cũng thấy nó rất là bình thường, và thậm chí anh chị còn coi là một cái điều rất là nhảm nhí. Nhưng mà tự nhiên thị trường chúng ta điều chỉnh và giảm điểm thì anh chị lại thấy nó là lại có lý. Nên thường tâm lý chúng ta sẽ là hoang mang, lo sợ. Sau đó chúng ta sẽ đi cố gắng là tìm một cái lý do gì đó. Nhưng mà thật ra trong một cái nhịp điều chỉnh như thế này á, cái việc mà chúng ta tìm ra hai cái này á, nó không có giải quyết được cho cái vấn đề của chúng ta anh chị. Mà cái vấn đề chúng ta cần nhìn á, như cách hồi nãy mà Đông có tư vấn cho anh chị á, đó chính là sau một cái phiên điều chỉnh và giảm mạnh á, cái điều mà chúng ta cần phải biết là cái gì? Không thể nào kỳ vọng một cái nhịp hồi phục ngay lên được. Không thể nào kỳ vọng được như vậy anh chị ha. Tức là chúng ta vẫn nên có một cái tâm lý trong đầu á, là thị trường sẽ không có hồi kiểu này được đâu anh chị. Trong 10 lần thì một hai lần có thôi, nó là xác suất rất là ít. Cho nên là mình đừng có tư duy là giảm mạnh thôi đó là mình phải mua ngay. Tức là anh chị đừng có cái quan điểm là giảm mạnh về đây, đúng không? Giảm mạnh ở đây. Sau đó hay là Đông lấy cái này đi nha. Giảm mạnh từ đây về tới đây thì anh chị sẽ cố gắng là anh chị mua trung bình hết sức có thể, vì anh chị kỳ vọng phiên giao dịch ngày mai nó hồi. Tại vì với cái cách đánh đó 10 lần thì anh chị có thể thắng được một hai lần á, nhưng mà trong 8 lần còn lại anh chị thua là anh chị cháy luôn. Thì bởi vì chúng ta đâu có biết được là khi mà nó đâu có biết được là ví dụ như nó về đây đi, nó hồi về đây thì đâu biết là nó có cắm xuống thêm một cái đáy hai nữa hay không, đúng không? Nhưng mà đa số các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thì chúng ta nghĩ một cái kịch bản nó khá là màu hồng anh chị. Tại vì sao? Tại vì sao những cái nhà đầu tư lâu năm thì người ta lại nghĩ cái này? Tại vì là người ta đã đủ đau đớn rồi anh chị, người ta đã có rất là nhiều bài học, của 2018, bài học của 2022 và bài học của Covid, và rất rất là nhiều những cái bài học rồi. Nên ít có nhà đầu tư nào đầu tư lâu năm vào thị trường mà anh chị nghe là đầu tư thị trường chứng khoán dễ lắm, đầu tư trên thị trường chứng khoán là mua gì cũng thắng. Chúng ta sẽ nghe như thế, mặc dù là trong trên tăng nhưng họ vẫn thận trọng. Đó là cái việc là họ đã trải qua một cái đau đớn rồi. Và thật ra Đông đã chứng kiến là năm 2020 rất là nhiều những anh chị nào chúng ta chả biết gì, chúng ta lại đầu tư tốt hơn những người biết gì. Thì bởi vì là những người đầu tư biết gì thì là người ta sợ như thế này. Đây, nó cũng có một cái hay nhưng mà nó lại cũng có một cái dở anh chị. Đây nè, cái đợt hồi phục lên thế này nè thì ai cũng làm gì nghĩ là thị trường nó sẽ hồi chữ này đâu đâu anh chị. Nhưng mà cái kịch bản mà nhiều chuyên gia người ta nhận định là cái gì? Nó giảm về đây, sau đó nó hồi lên đây, hoặc là thậm chí lên tới đây đi thì nó cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm ở đây, sau đó thị trường mới hồi được. Có nghĩa là rất là nhiều người người ta kỳ vọng là cái gì? Hai đáy.
nhiều người kỳ vọng hai đấy thì nó cũng giống như câu chuyện vừa qua của chúng ta thôi. Bản thân mình cũng kỳ vọng là hai đấy, nhưng dịp này nó cũng không có hai đấy, mình cũng sai. Ở đó mình cũng lên một cái video để chia sẻ cho anh chị mình đã thay đổi cái quan điểm là thị trường tăng điểm từ ngày 25 tháng 8 này cho tới giai đoạn là hết lễ 29. Nó rõ ràng là gì? Đa số là chúng ta sẽ kỳ vọng như thế này. Nên là sau đó là anh chị sẽ hành động, anh chị sẽ mua rất rất là bất chấp vào thị trường. Đó là cái kinh nghiệm của Đông sau một cái phiên điều chỉnh và giảm điểm á, chúng ta cố gắng là gì? Đừng có lo sợ, đừng có hoang mang. Tại vì anh chị lo sợ, anh chị hoang mang, chúng ta sẽ không biết được là chúng ta sẽ làm gì trong sắp tới. Và anh chị cũng đừng đi tìm lý do anh chị. Tại vì khi anh chị đi tìm lý do là lúc đó là anh chị thỏa thuận với cái việc đấy là không phải đến từ cái việc là quản trị danh mục của mình. Nên là anh chị thấy là tại vì do A, B, C, D đó mà tôi mới lỗ chứ phải là do tôi dở đâu. Nhưng mà rõ ràng nè, phiên ngày hôm nay Đông vẫn đứng ra để nhận với mọi người rằng đó chính là mình chưa có quản trị tốt và mình đang kỳ vọng quá nhiều vào những bất động sản. Nên là mình thấy cái lỗi sai lớn nhất mình nằm ở đó, nên bây giờ là mình phải thay đổi cái đó. Thì sau khi anh chị nhìn nhận như thế thì mình mới có một cái chiến lược mới. Thì đó là mình mới đủ bình tĩnh để mà mình đánh giá là bây giờ là nó sẽ cân bằng được ở đâu, nó sẽ hồi được về tới đâu. Và sau đó là mình có chiến lược, mình xem coi bây giờ với ví dụ như nếu như mình có vốn thì mình sẽ trung bình nó ở đâu. Và nếu như mà mình hiện tại giờ mình đang rất là thoải mái, mình mới mua có một nhịp thôi, thì bây giờ vùng này mình sẽ có chiến lược như thế nào? Tức là khi mà anh chị chấp nhận cho mình một cái sai đó, có nghĩa là mình sai là do mình không quản trị, chứ không phải là sai là do có lý do gì đó bất kỳ nào của thị trường, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái chiến lược đó là khách quan hơn. Và chúng ta luôn nhớ là những cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, chúng ta hay kỳ vọng cái kịch bản hồi chữ V này lắm, nhưng mà đa số những nhà đầu tư lâu năm thì người ta lại nhìn cái này, thì không phải là người ta cổ hủ đâu anh chị. Cái này thật ra chúng ta nên nhìn về cái này, tại vì sao? Cái này là nó giống như một cái hình về cơ hội nè, còn này nó giống như một cái hình về một cái bức tranh về rủi ro. Nên là trước khi chúng ta nghĩ tới cơ hội, chúng ta nên nghĩ tới rủi ro. Hôm trước Đông có làm một cái bài về cái margin á, Đông có viết ở trong nhóm có tặng anh chị trong những cái buổi cuối tuần á. Nếu như anh chị nào mà chúng ta muốn xem thì có thể là tham gia vào trong nhóm, thì Đông sẽ share lại trong đó. Trong đó thì mình có nhiều cái kỷ niệm của mình cũng như là khá là đau thương về thị trường. Cho nên là để mà hoàn thiện một cái quá trình đầu tư cũng như là về cái con người của mình đó, thì nó cần có một cái thời gian để mà chúng ta trải nghiệm. Phiên ngày hôm nay rõ ràng là rất là nhiều các anh chị khách hàng của chúng ta vẫn rất là lo lắng, và một số anh chị cũng có những cái hành động mà hơi hơi bực bội, hơi hơi khó chịu với mình. Nhưng mà thật ra đó là điều rất là bình thường thôi, tại vì anh chị mới tham gia vào thị trường, cho nên là cái việc mà anh chị chấp nhận một cái mức thua lỗ anh chị sẽ thấy rất là khó khăn. Còn quan điểm của Đông thì mình đang làm đúng những gì mình đang phân tích thôi, có nghĩa là Đông bán thì Đông sẽ chia sẻ cho một người bán. Còn bây giờ mình vẫn đang cầm và vẫn đang cầm Novaland thì mình mới tiếp tục mình cầm, chứ mình không có bảo là mọi người mua vào để mình bán, mình không có làm gì trái với lại cái quan điểm của mình từ ban đầu khi mình làm kênh đó. Nên là mình làm kênh để phục vụ cho cộng đồng. Anh chị nào mà yêu thương thì phải là tham gia sâu sắc hơn với mình, còn không thì anh chị có thể là xem ở trên kênh. Nếu mà hay thì anh chị ủng hộ Đông một cái like, nếu mà không hay anh chị thương mình nữa thì anh chị có thể góp ý thêm cho mình để mình làm tốt hơn, đúng không? Mình thì không phải là người có một cái danh tiếng quá là nổi bật trên thị trường, nhưng mà mình cố gắng là mình làm hết những cái gì mình có thể để chia sẻ những cái giá trị cho nhà đầu tư ha. Và thông qua cái video ngày hôm nay cũng rất mong là anh chị sẽ hiểu Đông nhiều hơn, cũng như là hiểu cái cách mình làm tư vấn, cũng như là cách mình hỗ trợ về cái quan điểm về thị trường, để cho anh chị cũng không có một cái góc nhìn quá là gay gắt, để mà chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau lâu hơn. Và Đông xin chúc cho video ngày hôm nay anh chị đầu tiên là nhớ cái quan điểm của Đông về thị trường là mình sẽ chờ những cái nhịp sắp tới để mình tính toán. Đối với lại bất động sản thì cũng tương tự như thế, nhưng mà chúng ta sẽ có hai mã cổ phiếu leader trong nhóm ngành bất động sản ngắn hạn, đó chính là mã cổ phiếu CEO và mã cổ phiếu BDR. Đây hai mã cổ phiếu trong giá khá là sáng, và một trong những cái nhóm ngành nó sẽ kéo thị trường rất là nhanh khi mà thị trường cân bằng, đó chính là nhóm ngành chứng khoán luôn. Đông nhắc là trong video này luôn lại một lần cuối ha, đây là cái nhóm ngành sẽ kéo thị trường trong vấn đề ngắn hạn. Nên nếu như trong hiện tại bây giờ anh chị chưa có mua chứng khoán, hoặc là tỷ trọng chứng khoán trong danh mục anh chị nó thấp hơn các mã cổ phiếu khác, thì Đông có lời khuyên là anh chị nên cơ cấu giảm dần các mã cổ phiếu khác khi mà thị trường ta cân bằng để mua nhóm chứng khoán. Thì đây là cái nhóm nè, thị trường ta rơi mạnh mà nó không rơi mạnh, thì khi mà thị trường chỉ cần cân bằng lại một phiên, anh em chắc chắn ngày mai chứng khoán là nó sẽ bắt đầu là nó sẽ tăng 2-3% lên, thậm chí nhưng mà cổ phiếu mà nó có nhạy về yếu tố như là CDS nè, nó sẽ tăng điểm lại khá là khỏe đấy. Đây là yếu tố về nhóm ngành chứng khoán thì Đông vẫn đánh giá đây là một cái nhóm ngành khá là tốt ha. Và cảm ơn rất là nhiều anh chị đã đồng hành cùng với Đông trong video ngày hôm nay. Và Đông cũng chúc cho các anh chị tối nay chúng ta sẽ có một cái tinh thần sảng khoái và thoải mái để ngày mai chúng ta đầu tư thật là tốt ha. Và Đông xin phép chào tạm biệt anh chị.